ngày 17 tháng 7, thứ bảy tuần 15 thường niên. Người cấm họ đừng cho ai biết người, để ứng nghiệm lời đã phán. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo người, và ai có bệnh đều được người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah đã chép rằng: Này là tôi tớ ta đã chọn, là người ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho thần trí ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay rước lác, và không ai nghe tiếng người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đáp dập, người không dập tắt tin đèn còn khói, cho đến lúc người khiến sự công minh được toàn thắng, dân ngoại sẽ hy vọng vào danh người. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Tôi tớ Thiên Chúa thực thi lòng yêu người. Để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah. Chúa Giêsu chữa bệnh cho người bại liệt trong ngày Sa-bát. Các biệt phái bàn mưu hãm hại người, nhưng người trốn họ mà đi, thi thố tình thương và cứu chữa những ai hoạn nạn, đau khổ, bệnh tật, đói nghèo, là sứ vụ Chúa Giêsu tôi tớ của Thiên Chúa. Không ai ngăn cấm hay cản trở người được, cũng không ai có quyền gì mà chống đối hay có sức phá hoại công việc của người được. Người vẫn anh dũng và kiên trì thực hiện theo đúng thánh ý Cha, là cứu rỗi mọi người. Lời tiên tri Isaiah loan báo về người: Tôi tớ của Thiên Chúa, luôn đẹp lòng Thiên Chúa, nay đã ứng nghiệm tỏ tường. Thực thi đức bác ái là công việc của tất cả mọi tín hữu, không kể là thành phần nào trong giáo hội. Chúa muốn chúng ta đón nhận lòng thương xót và ơn chữa lành của Chúa Giêsu. Hãy mặc lấy lòng thương xót của Chúa mà xoa dịu nỗi đau, băng bó thương tích và đem đến niềm vui cho người đau khổ thể xác, tâm hồn. Và khi đã mặc lấy trái tim yêu thương của Chúa mà trao ban tình thương cho mọi người, ấy là lúc mà chúng ta làm đẹp thánh ý Chúa Cha. Hãy tin tưởng Chúa Giêsu, nhờ Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong trái tim ta, để lòng ta anh dũng kiên trì mà sống đức yêu thương mọi người. Vợ có làm việc lành vì danh Chúa thì xin chồng đừng phản đối, nhưng hãy cầu nguyện và ủng hộ nàng. Chồng có sẵn sàng giúp đỡ, cứu nguy tha nhân thì xin vợ hãy cộng tác. Cha mẹ hãy làm gương sáng cho con cái và mọi người về đức anh dũng làm việc lành, lánh việc dữ. Các gia đình cùng nhau xây dựng một cộng đoàn yêu thương và giúp đỡ nhau. Lạy Chúa Giêsu, xin cho các gia đình sống đẹp lòng Chúa, là đón nhận tình yêu của Chúa và trao ban tình yêu ấy cho nhau, cho tha nhân bất chấp mọi hiểm nguy. Amen. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tránh linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng Thánh Thể khát khao con, cách ly vời vợi không xa Chúa, vì Chúa bên con tình sắt son.
Xin Thánh Thể Chúa ngự vào lòng chúng con cách thiêng liêng, cho chúng con được vững lòng tin cậy mến Chúa và yêu thương nhau luôn trong những ngày xa cách. Xin cho chúng con cùng Thánh Phaolô hát lên trong mùa gian nan tôi luyện rằng: không có gì có thể tách chúng con ra khỏi tình yêu Chúa trong Đức Kitô. Amen. Chúa ơi, vì dịch bệnh con phải ở trong nhà, phải cách ly nhà thờ, phải cách ly anh em, cách ly những người thân, nhưng con không cách ly Chúa, vì con khao khát Chúa, vì Chúa khao khát con. Lạy Chúa Thánh Thể, xin ngự vào lòng con, xin sống trong con tình sắt son. Con ở nhà buồn nhung nhớ Chúa, Chúa trong vuông tim nhớ nhung con. Chúa ơi, dịch bệnh bao lâu nữa, chẳng lẽ đôi tim cứ mỏi mòn. Con cháy linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng Thánh Thể khát khao con. Cách ly vời vợi không xa Chúa, vì Chúa bên con tình sẵn son. Không có gì có thể tách con ra khỏi tình yêu Chúa. Chúa ơi, không có gì ngăn được lòng con mến yêu Chúa, mến yêu muôn đời. Con ở một mình im vắng quá, Chúa trong vuông tim vắng im hơn. Cách xa ngàn dặm thương nhớ, lệ đẫm trong tim mắt môi buồn. Con cháy linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng Thánh Thể khát khao con. Chúa ơi, ngự vào lòng cung kính, người sống trong con tình sắp son. Không có gì có thể tách con ra khỏi tình yêu Chúa. Chúa ơi, không có gì ngăn được lòng con mến yêu Chúa, mến yêu muôn đời. Lòng ngất ngây vui mà
mắt môi hồng, con cháy linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng thánh thể khát khao con. Chúa ơi huyền diệu âm thanh Chúa, người mãi trong con tình sắc son. Không có gì có thể tách con ra khỏi tình yêu Chúa. Chúa ơi, không có gì ngăn được lòng con mến yêu Chúa. Con cháy linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng thánh thể khát khao con. Cách ly vời vợi không xa Chúa,